tục chương trình kính mời quý vị cùng thưởng thức bài vọng cổ Cây bàn con đảo của soạn giả Dạ Quang trình bày. Linh Trang kính mời toàn thể tất cả quý vị cùng thưởng thức. Mảnh đất kiên cường ơi đất mẹ An Giang.
trong màu xanh sông núi có hồn thiêng. Chiều bình sinh làm rơi từng gió nắng biển bao xa, con sông mơ lội em ngập ngừng. Hôm nay con về ngắm cung đào, đứng dưới gốc cây bàn chiều xuống.